Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bà Kamala Harris đang mất dần lợi thế trước ông Donald Trump. Đài Al Jazeera cho biết sự thất thế của bà Kamala Harris được ghi nhận khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ. Theo ba cuộc thăm dò được công bố hôm 13 tháng 10, khoảng cách dẫn trước của bà Kamala Harris đối với ông Donald Trump đã bị thu hẹp hoặc biến mất hoàn toàn trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng đang tiến gần đến chặng cuối. Cuộc thăm dò mới nhất của đài NBC News chỉ ra rằng bà Harris và ông Trump đang hòa nhau trên toàn quốc với cùng tỷ lệ ủng hộ 48% trước cuộc bỏ phiếu ngày 5 tháng 11. Trong một cuộc khảo sát vào tháng trước, bà Harris dẫn trước ông Trump 5 điểm phần trăm. Theo một cuộc thăm dò khác của ABC News, Ipsos, bà Harris nhận được tỷ lệ ủng hộ 50% so với 48% của ông Trump về số cử tri có khả năng đi bỏ phiếu, trong khi cuộc thăm dò của CBS News, YouGov cho biết kết quả tương ứng là 51% và 48%. Ngoài ra, bà Harris hiện chỉ dẫn trước ông Trump 1,4 điểm phần trăm trong tổng số các cuộc thăm dò chính của Ring Clear Polling, giảm từ 2,2 điểm phần trăm cách đây 2 ngày. Đài Al Jazeera cho biết, những người theo đảng Dân Chủ lo ngại rằng bà Harris đang không củng cố được sự ủng hộ của người gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi, hai trong số các nhóm cử tri quan trọng của đảng này. Trong các cuộc thăm dò của The New York Times, Siena College công bố hôm 12 và 13 tháng 10, bà Harris thu hút sự ủng hộ của 78% cử tri da màu và 56% cử tri gốc Tây Ban Nha. Tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ giành được trong các cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và năm 2016. Giữa tuần trước, cựu Tổng thống Barack Obama đã chỉ trích nhóm nam giới da màu vì không thể hiện sự nhiệt tình đối với ứng cử viên Harris như ông đã nhận được trong các chiến dịch tranh cử của mình vào năm 2008 và 2012. Các bạn đưa ra mọi lý do và lời bào chữa, tôi không đồng tình với điều đó. Ông Obama phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Pittsburgh, bang Pennsylvania, một trong 7 bang chiến trường quan trọng dự kiến quyết định cuộc bầu cử năm nay. Bà Harris và ông Trump đang tiếp tục tập trung vào các chiến dịch vận động của họ ở các bang chiến trường. Họ lần lượt tổ chức các sự kiện ở Bắc Carolina và Arizona. Trong một diễn biến liên quan đến bầu cử Mỹ, sau khi bà Kamala Harris trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ, sức khỏe của ông Donald Trump dường như bị soi nhiều hơn. Theo đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 12 tháng 10 công bố báo cáo chi tiết về tình hình sức khỏe của mình, cũng như thúc giục cựu Tổng thống Donald Trump làm điều tương tự. Báo cáo từ ông Joshua Simmons, bác sĩ của bà Harris khẳng định, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ này vẫn trong tình trạng sức khỏe tuyệt vời, có đủ khả năng về thể chất lẫn tinh thần để thực hiện thành công các nhiệm vụ của Tổng thống. Theo đài ABC News, báo cáo đề cập tiền sử dị ứng theo mùa và chứng nổi mề đay được điều trị bằng một số loại thuốc không kê đơn và tình trạng này chưa bao giờ nghiêm trọng. Ông Simmons nêu chi tiết về lần kiểm tra sức khỏe gần đây nhất của bà Harris hồi tháng 4 năm 2024. Theo đó, các kết quả đều không có gì bất thường. Phát biểu với giới truyền thông trước thềm chuyến đi đến bang Bắc Carolina hôm 12 tháng 10, bà Harris, 59 tuổi, chỉ trích việc ông Trump không muốn công bố hồ sơ sức khỏe của mình là một ví dụ khác về sự thiếu minh bạch. Theo bà, đội ngũ tranh cử của ông Trump không muốn người dân thấy được liệu ứng viên của Đảng Cộng Hòa này có thực sự đủ khả năng làm Tổng thống hay không. Trước sức ép nói trên, ekip tranh cử của ông Trump ra tuyên bố khẳng định sức khỏe của ông vẫn rất tốt. Ông Stephen Chiang, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump, nhấn mạnh ứng viên này vẫn duy trì lịch trình vận động tranh cử cực kỳ bận rộn, trong lúc cho rằng bà Harris không thể theo kịp với những yêu cầu của hoạt động tranh cử. Ông Trump không công bố nhiều thông tin sức khỏe, ngay cả sau khi bị thương ở tai trong vụ bị ám sát bất thành hồi tháng 7. Báo cáo y tế đầy đủ nhất về ứng viên này có từ gần 7 năm trước, trong đó cho thấy ông có cholesterol cao, thừa cân và mắc bệnh viêm da rosacea. Đáng chú ý, ông Trump từng chất vấn sức khỏe của Tổng thống Joe Biden khi nhà lãnh đạo 81 tuổi này ra tái tranh cử. Giờ đây, sau khi bà Harris thay ông Biden làm ứng viên Tổng thống, sức khỏe của ông Trump bị soi nhiều hơn. Một phụ tá của bà Harris cho biết, Phó Tổng thống Mỹ công khai thông tin sức khỏe nhằm thu hút sự chú ý đối với việc ông Trump từ chối làm điều tương tự. Ngoài yếu tố minh bạch, chiến dịch tranh cử của bà Harris còn muốn nêu bật sự tương phản giữa hai ứng viên về vấn đề tuổi tác và sức khỏe tinh thần, từ đó thuyết phục được các cử tri còn đang do dự rằng bà phù hợp với vị trí lãnh đạo đất nước hơn.
vấn đề tuổi tác, sức khỏe của các ứng viên tổng thống trở thành tâm điểm chú ý giữa lúc chiến dịch tranh cử bước vào những tuần cuối cùng. Theo đài ABC News, bà Harris cuối tuần rồi có chuyến đi thứ hai đến bang Bắc Carolina từ khi bão Helene tàn phá nơi này. Ông Trump đề xuất huy động quân đội Mỹ trong ngày bầu cử. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ngày bầu cử có thể bất ổn vì kẻ thù bên trong chứ không phải từ những người ủng hộ ông. Theo đài CNN, ông Donald Trump đã gợi ý sử dụng quân đội để đối phó điều mà ông gọi là kẻ thù từ bên trong vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 tới. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa nói rằng ông không lo lắng về sự hỗn loạn từ những người ủng hộ ông hoặc các thế lực nước ngoài, mà thay vào đó là từ những kẻ cực đoan ngay trong nước Mỹ. Tôi nghĩ vấn đề lớn hơn là những người bên trong. Chúng ta có một số người rất xấu, chúng ta có một số người bệnh hoạn, ông Trump nói trong chương trình Sunday Morning Futures của Fox News. Ông Trump nói thêm, tôi nghĩ rằng nếu cần thiết, vệ binh quốc gia hoặc nếu thực sự cần thiết, quân đội sẽ dễ dàng xử lý vấn đề này vì họ không thể để điều đó xảy ra. Cựu Tổng thống cũng nhấn mạnh, không phải từ phía bỏ phiếu cho Trump khi được hỏi liệu ông có nghĩ tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra trong ngày quan trọng này. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nắm bắt những bình luận của ông Trump, lập luận rằng người dân Mỹ nên cẩn trọng trước những phát ngôn này. Theo phát ngôn viên cấp cao kiêm cố vấn chiến dịch của bà Harris, ông Ian Sams, ông Trump đang ám chỉ rằng những người Mỹ đồng hương của ông là kẻ thù và nói muốn dùng quân đội chống lại họ. Hôm 5 tháng 10, bà đã đến thị sát hậu quả thiệt hại do bão và cam kết chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ các nạn nhân tại bang chiến trường này. Trong chuyến đi mới nhất, bà Harris thúc đẩy chính sách kinh tế và gặp các lãnh đạo cộng đồng da màu. Bắc Carolina là bang ông Trump giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử năm 2020 và Đảng Dân Chủ đang vận động mạnh mẽ với hy vọng đảo ngược kết quả này. Theo đài Al Jazeera, ông Trump đã vận động tranh cử tại hai bang chiến trường Nevada và Arizona bên cạnh chuyến đi gây chú ý đến bang California, thành trì của Đảng Dân Chủ. Do khả năng ông Trump chiến thắng ở California không cao, chuyến đi được xem là nhằm thu hút thêm sự ủng hộ dành cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua Hạ viện ở bang này. Ông Trump được Tổng thống Biden đối xử đặc biệt. Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu sử dụng phương tiện quân sự để bảo vệ ông trong những tuần tranh cử cuối cùng. Yêu cầu trên được đưa ra sau hai vụ ám sát hụt gần đây nhằm vào ông. Ekip tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump tháng 9 trước đó cũng cho biết ông đã được giới chức tình báo Mỹ thông báo về những lời đe dọa nhắm vào ông từ Iran. Một đại diện của cơ quan mật vụ Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ ứng viên Tổng thống cho biết cựu Tổng thống Trump đang nhận được mức độ bảo vệ cao nhất. Người này đồng thời xác nhận chiến dịch tranh cử của ông Trump đã yêu cầu gia tăng mức độ bảo vệ. Cơ quan mật vụ sẽ luôn cảnh giác và tiếp tục điều chỉnh, tăng cường mức độ bảo vệ khi cần thiết, vị này nhấn mạnh. Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã ủy quyền cho lực lượng an ninh bảo vệ cựu Tổng thống Trump, như thể ông là Tổng thống đương nhiệm. Theo Reuters, ngày 11 tháng 10, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump đã liên lạc với Chánh văn phòng Nhà Trắng Jeff Sessions, cũng như quyền giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ Ronald Rowe, để yêu cầu sử dụng phương tiện quân sự bảo vệ ông. Bốn nguồn thạo tin cho hay, ekip của ông Trump đã thông báo với giới chức rằng họ phải thay đổi lịch trình hoặc hủy bỏ sự kiện vận động tranh cử vì mức độ bảo vệ không phù hợp. Cũng trong ngày 11 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue cùng dòng chữ "Ứng viên cho thời đại của chúng ta". Sau khi Tổng thống Biden quyết định dừng chiến dịch tái tranh cử, thế giới nhìn vào bà Harris với niềm hy vọng và nỗi hoài nghi. Vogue khẳng định trên mạng xã hội X. Trả lời Vogue, nữ cử viên Đảng Dân Chủ cho biết, một trong những điều đầu tiên bà sẽ làm nếu đắc cử là tìm cách giảm chi phí sinh hoạt cho người dân Mỹ. Về xung đột đang lan rộng ở Trung Đông, Phó Tổng thống Harris khẳng định bà sẽ tập trung vào nỗ lực thúc đẩy xuống thang căng thẳng và con đường cho sự ổn định. Bà đồng thời nói về quyền tự vệ của Israel cũng như quyền về nhân phẩm, an ninh, tự do và tự quyết của người Palestine. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!